Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên Diễn Trần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết là một trong những phác đồ rất là nổi tiếng của Diễn Trần. Thì ban đầu thì Châu chỉ nghĩ là phác đồ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp nâng cao thể trạng và là phác đồ hỗ trợ mình hay dùng khi trước khi chữa những bệnh khác. Nhưng sau này trải qua thời gian và qua ứng dụng của rất nhiều học viên cũng như là bệnh nhân, thì những người thầy Diễn Trần và các học viên Diễn Trần nhận ra rằng cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nó còn có tác dụng nhiều hơn so với cái sự ban đầu của tác giả, tức là nó cho kết quả hỗ trợ và điều trị rất nhiều các bệnh khác nhau. Và mới hôm qua đây thôi, mình mới gặp một thầy chùa ở Ứng Hòa, Hà Tây cũ đấy, thì thầy có đến nói với mình là thầy tự học 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết trên mạng, sau đó thầy tự gạch đến giờ được 6 tháng rồi, thì thầy thấy là người khỏe lên rất là nhiều và nhiều chứng bệnh đã tan biến, ví dụ như bệnh đau đầu này, mất ngủ này, tiểu đêm này. Rồi thầy đã đến đây, thầy mua một lúc khoảng 5-6 cây sao chổi, sau đó thầy về thầy phát hết cho những thầy chùa khác và phát cho những người thân của thầy nữa. Thế nên mình thấy rằng cái phác đồ này rất là hay mà lại đơn giản, thì có thể hướng dẫn mọi người có thể tự làm được. Thì cái dụng cụ mà mình cần đó là cây sao chổi. Sao chổi thì có một đầu dương và đầu âm này. Đầu dương thì mình sẽ dùng mình gạch cho những người huyết áp thấp, những người sợ lạnh. Đầu âm mình sẽ dùng gạch cho những người huyết áp cao, là mình dùng để hạ sốt, mình dùng cho những người hay bị nhiệt. Thì chúng ta có thể dùng cây sao chổi để chúng ta có thể tìm mua được ở những cái văn phòng Diễn Trần trong Sài Gòn, thì các bạn có thể tìm mua được ở 16 Tí Con, phường 7, quận Nhuận. Ngoài Hà Nội các bạn có thể đến phòng 25 nhà A, có thể bộ đội ngõ 120 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội, và có thể truy cập vào website diệntrần.com, diệntrầnviet.com. Thì nếu mà các bạn không có cái cây sao chổi này thì các bạn có thể dùng cái đũa ăn cơm để gạch, hoặc là có thể dùng ngay cái đầu ngón tay mình để gạch cũng được, thì không nhất thiết là cần cứ phải bắt buộc cây sao chổi này. Rồi, xin giới thiệu ở cả nhà, đây là Selena Nguyễn, mình sẽ là người mẫu để mình thực hiện cái phác đồ này hướng dẫn cho mọi người. Thì các phác đồ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết thì nó có 6 cái vùng gạch khác nhau. Thì cái vùng đầu tiên nó bắt đầu từ vùng huyệt 106, thì chúng ta không phải sợ, chúng ta không cần phải biết là 106 ở đâu, chúng ta chỉ biết rằng trán của chúng ta bắt đầu từ cái điểm hai đầu lông mày này là điểm thứ nhất. Chúng ta nối lên đến giữa mí tóc trán là một đường thẳng, chúng ta chia ra lấy 1/4 từ đây chính là cái huyệt 106. Và cái điểm nữa là điểm trên đầu của đầu mũi, điểm đô cao nhất này là điểm kết thúc. Chúng ta sẽ gạch từ 106 này đến cái điểm kết thúc này, là đây là huyệt 173. Chúng ta sẽ gạch từ trên xuống dưới như này khoảng 30 đường. Chúng ta gạch nhẹ nhàng và chỉ hơi chạm trên mặt da thôi, không trần nhẹ, không cần phải nhanh quá, để rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh. Và chỉ cần cho cái cây giò này chạy qua mặt da mà thôi. Chúng ta gạch như này từ trên xuống dưới khoảng 30 đường. Sau khi hết cái vùng thứ nhất này rồi thì chúng ta sẽ sang cái đường thứ hai. Đường thứ hai bắt đầu từ đầu ở mắt lên trên đến ở phía dưới của cái cung mày này, và cái điểm kết thúc là điểm ngang cái mắt này ra. Chúng ta sẽ hướng quay giò ra xa khỏi mắt như thế này. Thì chúng ta gạch từ trên xuống dưới, hoặc từ dưới lên trên, hoặc gạch qua lại được khoảng 30 đường. Thì cái vùng số 2 này nó có cả ở hai bên mắt. Mình gạch hết bên kia 30 đường rồi thì mình lại chuyển sang bên này 30 đường. Thì khi đó cái ngón út và ngón áp út của mình để tì lên mặt da thì mình mới cữ, để mình không nhỡ bệnh nhân có di chuyển thì mình vẫn giữ được cái cây giò và không gây hại vào mắt bệnh nhân. Sau khi gạch 30 đường ở bên mắt này rồi thì chúng ta chuyển xuống vùng 3. Số 3 là bắt đầu từ góc cái cánh mũi này đến cái chân cánh mũi này. Đây mình sẽ gạch cũng 30 đường còn quanh cánh mũi. Gạch hết 30 đường bên này rồi, chúng ta lại chuyển sang bên cánh mũi bên kia. Sau khi hết bên cánh mũi bên này rồi, chúng ta lại chuyển xuống ở bên cái đường thứ tư. Đường thứ tư bắt đầu từ góc cánh mũi này đến với ngang miệng, thì nó chạy trên cái đường pháp lệnh này. Chúng ta có thể gạch từ trên dưới hoặc gạch qua lại cũng 30 đường. Sau khi chúng ta gạch hết ở bên bên phải rồi, chúng ta lại chuyển sang bên trái 30 đường. Sau khi hết 30 đường của cái đường thứ tư này rồi, chúng ta lại chuyển đến đường số 5.
Đường số 5 thì mình sẽ thấy là ở trên này có cái đường cong của ủ cằm. Đó thì chúng ta sẽ gạch từ bắt đầu từ cái mép miệng này xuống đây là điểm đầu của cái bờ cong ủ cằm này, và điểm kết thúc cũng là từ mép miệng này sang, chúng ta cũng gạch qua lại khoảng 30 đường. Sau khi gạch qua lại kết thúc 30 đường rồi, chúng ta bắt đầu gạch cái đường số 6. Đường số 6 thì chúng ta sẽ thấy ở tai này, chúng ta sẽ vòng qua tai và ôm sát vào tai. Ôm sát vào tai như thế này, khoảng 30 vòng. Sau khi hết tai bên này rồi, chúng ta lại chuyển sang tai bên kia cũng 30 vòng. Rồi, như vậy là chúng ta vừa kết thúc ba hướng dẫn các bạn về cái tác động sáu lỗ vùng phản chiếu hạ đường huyết. Nếu chúng ta không có cây giò thì chúng ta sẽ dùng chính ngón tay của chúng ta, chúng ta gạch như này, gạch như này. Đây là vùng số nhất. Vùng số 2 thì chúng ta cũng gạch như này, chụm hai tay. Vùng số 3 chúng ta sẽ chụm hai ngón tay vào gạch vòng quanh cái mũi hai bên. Thì ở đây chỉ làm mẫu, chỉ được vài đường thôi, các bạn ở nhà thực hiện nhớ là phải gạch 30 đường. Quanh đường pháp lệnh chúng ta cũng gạch như này, gạch như này. Ở dưới này chúng ta cũng gạch vòng quanh như này. Quanh tay thì chúng ta cũng chụm tay vào và chúng ta gạch chụm tay như thế này. Thế thì chúng ta sẽ dùng 6 vùng này vào cái lúc nào? Thì chúng ta để tăng cường sức khỏe thì mỗi ngày chúng ta sẽ gạch 1 lần. Còn để chữa bệnh thì chúng ta sẽ gạch 3 lần. Trước khi chúng ta dùng các phác đồ chúng ta bấm huyệt, thì chúng ta sẽ dùng khi mà chúng ta cần để tăng cường sức đề kháng, thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta sẽ dùng đến phác đồ này. Và chúc các bạn ứng dụng thành công, và có gì thì báo cáo về cho mình. Website của mình là diệnchẳngviệt.com và hòm thư là vuhanhoidc@gmail.com. Và nhân tiện đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến cha đẻ của phương pháp này, phương pháp diệnchẳng điều khiển địa pháp, tác giả giáo sư tiến sĩ Bùi Cơ Châu, và gửi lời cảm ơn đến các người thầy của mình, các bậc tiền bối đã nghiên cứu diệnchẳng đến thành tựu ngày hôm nay để cho chúng ta được học và ứng dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn.